Mỹ Linh xin chào mọi người nha. Bây giờ cả gia đình mình bắt đầu cuộc hành trình đi du lịch ở thành phố Porto của Portugal. Portugal là gọi là Bồ Đào Nha. Mình sẽ đến dự thành phố ven biển của Bồ Đào Nha nha. Ở đây là mình đang ở Ortli 1 á nha. Hiện nay là tụi mình đã đến phi trường Ortli và để khởi hành đến thành phố Porto thì mình sẽ lấy cái địa điểm mà máy bay mà họ ghi trên bản đồ, thì mình biết rằng là mình sẽ lấy cái máy bay EasyJet thì mình sẽ đi và cái hướng là Depart 1, khởi hành số 1. Ở trên đây là mọi người thấy những cái bản đồ chỉ cái những cái máy bay giờ bay và địa điểm lấy, thì mình hỏi nhân viên thì họ nói là tụi mình đến 2 giờ mới phải vô, máy bay bay lúc 3 giờ, thì hiện nay là 12 giờ trưa, tụi mình sẽ ăn ở trong đây ha. Ở trong đây thì có nhiều tiệm bán đồ ăn uống và bán bánh mì sandwich nữa. Đây là địa điểm phía ngoài nha, mà người ta nói vào phía trong cũng có chỗ để ăn uống, nhưng mà tụi mình muốn đi dạo phía ngoài trước. Phi trường Ortli rất là lớn ha, có phi trường số 1, số 2, số 3 và số 4. Thì gia đình mình lấy xe taxi lại phi trường thì lấy lại taxi X. Ở bên Tây thì nó có Uber X và cũng có như Citigo nữa. Thì mình lấy X, X trả tiền mặt, còn Uber thì nó rút ở thẻ tín dụng. Và đây là một cái bản đồ chỉ dẫn, cũng như là biết những cái tin tức về cái chuyến bay, chỉ việc scan cái code của cái vé máy bay là mình biết. Đây là chỗ bán sách vở để cho mọi người muốn mua đọc trên máy bay ha. Và đây là hiệu thuốc tây. Đây là chỗ cà phê bar. Và bây giờ gia đình mình ngồi ở cái chỗ ghế đợi để ngồi ăn trưa, thì mua bánh mì sandwich, thì một bánh mì sandwich ở đây giá từ 6 đến 7 euro. Ăn trưa và đem theo chai nước uống. Sau khi mình uống nước xong thì cái chai nước mình giữ lại cái chai không để đi qua hải quan, vì không được đem nước qua hải quan. Rồi trong ở trong sân bay thì nó có nước nước máy, thì mình sẽ đổ nước máy vào trong chai để đem lên máy bay ha. Bây giờ là vào phía trong airport, phi trường đây, nơi đây là chuẩn bị để lên máy bay. Thì bây giờ chốc nữa là gia đình mình sẽ lấy hãng máy bay EasyJet. Thì đi qua cái cửa hải quan thì tất cả những đồ bằng kẽm sắt như ngòi bị biết, và nước thì phải, chai nước thì phải để trống rỗng, không được mang đi. Con trai nó muốn đi lên trên cao để coi có gì không. Chứ mà mọi người là dãy để những cái hàng hóa đi qua nè, để đồ đạc đi qua, vậy lên trên cao. Ở trong đây thì nước bán tại chỗ là 2 đồng 10 một chai cho tới 3 đồng 10 một chai ha. Cũng có những cái cabin bán đồ ăn nước này ha. Ở trong sân bay thì các bạn có địa điểm có nước. Nước thì đây nước uống ha. Thì nước đây là nước uống được nha, mình có thể để vào chai hoặc là mình uống bằng miệng, giống như này hướng chỉ dẫn nè ha, để vào chai. Di chuyển của các tầng đều có thang máy hoặc là cầu thang đi bộ. Vào trong phần trong thì bạn cũng có những cái gian hàng nhỏ bán thức ăn thức uống phía trong này ha. Nhưng mình cảm nhận là ít gian hàng hơn là ở phía bên ngoài. Và đây là cổng đậu vào. Ở đây cũng bán đồ ăn thức uống.
bên tay phải mọi người là ghế ngồi đợi. Sân bay phi trường Orly thì nó nhỏ hơn là Charles de Gaulle nha. Charles de Gaulle là sân bay quốc tế. Còn ở đây là sân bay thường thường bay vào trong những địa phận châu Âu thôi ha. Những vùng gần đây. Hình như nghe nói cũng có máy bay đến từ Trung Quốc. Nhưng mà rất là ít. Đa số là những chuyến bay châu Âu được khởi hành ở Orly. Orly thì nằm về phía nam của Paris. Và trong lúc đợi máy bay thì trong phòng đợi mọi người thấy là bên tay trái đây có những cái ổ cắm điện và ổ cắm USB để tải điện cho điện thoại. Mà ngay ghế mình ngồi cũng giống nhau. Vậy mình đang tải điện thoại, sạc điện thoại đây là có ổ cắm như vậy, có ổ cắm điện và cũng như có ổ cắm USB luôn nha. À, đây là ổ cắm USB ha. Một nơi để cho mọi người có thể chơi PSP miễn phí, nhưng mà mình như là phải có cài đặt trên telephone thì mới chơi được ha. Cái gì vậy con? Phía trước mọi người là sân bay của nhà ga máy bay Orly. Ở đây thấy iPhone nè, là phòng đậu ở đây thường có iPhone nữa, và có một cái máy bay đang cất cánh đây, cất cánh hay là hạ cánh đây, à cất cánh, một cái máy bay đang cất cánh. À, đây hãng máy bay của Bồ Đào Nha, Portugal. Vừa tới nơi. Trên màn hình đây là những chuyến bay của EasyJet khởi điểm từ sân bay Orly nè ha. Có Milano Ý nè, Lisbon nè, Bồ Đào Nha, Nice miền Nam Pháp, Porto nè, Toulouse Pháp ha, Porto là Bồ Đào Nha, Naples Italy bên Ý, Geneva. Giờ bay và cổng đến. Những hàng ghế cho mọi người ngồi nghỉ ở đây khá là rộng. Máy bay Air Caribe. Còn đây hãng máy bay của hãng Maroc, Hoàng gia Maroc. Và đây là bảng khi mà đến giờ máy bay bay thì nó sẽ hiện cho mọi người thấy là boarding embarkement, để mọi người biết là mình sẽ đến cái cổng số B22 chẳng hạn. Port là cổng số B22, B15, B14 thì đến cái cổng đó để bắt đầu ra máy bay. On time là alert, có nghĩa là chuyến bay đến đúng giờ. Đây là hãng máy bay Transavia. Cũng
cũng là hãng máy bay bay trong châu Âu của Pháp. Đây, máy bay chuẩn bị cất cánh đây. Và đây là cái máy bay mà gia đình mình sẽ lấy để đi Porto, là thành phố Porto của Bồ Đào Nha. Máy bay đang dừng để lấy khách lên đây. Đây một cái bay hãng máy bay nữa của Algeria. Nhìn không thấy chữ sao. Bạn chuẩn bị lên đường bay để bay đây. T'es en train de jouer, t'as réussi? C'est bien. Non. Non? Non, c'est Emilio. Ah. C'est pour ça qu'on voit ça. Lô đang chơi cái trò chơi mà nó bảo là nó không có chơi được nhiều. Giờ bắt đầu đi là vô máy bay. Nó là phòng trong máy bay nha. Bắt đầu đi vô máy bay lấy chỗ, kiếm chỗ đây. Và đây là tiếp viên hàng không hướng dẫn những quy chế để bảo hiểm còn khi có tai nạn trên máy bay. Bây giờ máy bay bắt đầu khởi hành. Máy bay Jet thì cũng có cái chỗ để bàn để nước, nhưng mà cái ghế rất là nhỏ nha. Những người mà nặng ký lô ngồi máy bay này chắc là hơi chật chội chút xíu. Và bắt đầu máy bay chuẩn bị rời khỏi sân bay Ngọc Ly.
đồ bán ở trên cái bay này nha. Ladies and gentlemen, so we're going to be spending time with our shop service. Just to inform you that today we have a special offer, 20% discount on FCJ. Just stop us on the pass through the cabin. Thank you and good shopping. Bán trên cái bay khá là đắt.